được rằng một phần không nhỏ các subscriber yêu thương của Nguyên là các chị và các bạn có môi trường làm việc chuyên nghiệp, giống như là trong văn phòng nè, hoặc là phải thường xuyên hoạt động trong những buổi giao lưu, cuộc họp mà bắt buộc chúng ta phải ăn mặc lịch sự và trang trọng một chút á. Vì đó Nguyên đã kết hợp với nhãn hàng thời trang Airspace để cho ra video ngày hôm nay, gửi cho các bạn 4 kiểu trang phục vừa cá tính nè, vừa tối giản mà giá lại chưa tới 600.000, để các bạn và các chị có thêm ý tưởng trang phục cho những ngày công sở sắp tới nha. Giới thiệu một xíu về nhãn hàng này nha. Airspace là một brand có xuất xứ từ Taiwan, Đài Loan và đã có hơn 20 store khắp nơi trên cả xứ đài rồi. Hiện tại, Airspace ở Việt Nam chỉ hỗ trợ bán hàng qua website và thông qua số điện thoại mà thôi, nhưng hứa hẹn là nhãn hàng sẽ ra mắt một store chính thức trong tương lai không xa. Cùng xem tiếp nào. Outfit đầu tiên là một chiếc đầm màu đỏ rượu vang tối giản. Chiếc váy lửng không quá ngắn, được làm từ 100% chất liệu vải polyester nên là váy có khả năng chống nhăn cực tốt cho các chị em văn phòng. Điểm nhấn của chiếc đầm này là hàng nút trước sáng màu và dây thắt eo để nhấn nhá đường cong của các nàng khi diện váy. Nguyên phối kèm một đôi cao gót trắng, mũi nhọn để phô diễn được hết chiều dài của đôi chân mình. Phần tay áo được thiết kế hơi rộng và loe ở phần vành, làm cho tổng thể trang phục nhìn hài hòa và nữ tính hơn hẳn á. Sau đó thì để tối giản hóa trang phục này, Nguyên chỉ sẽ cần một đôi khuyên tai ngọc trai trắng thôi, thì Nguyên nghĩ cũng đã sang trọng lắm rồi. Bộ thứ hai được đánh giá từ Nguyên là có phần tôn dáng và phá cách hơn so với bộ thứ nhất. Để bộ đồ mang hơi hướng professional và không bị nhàm chán, thì Nguyên bê hẳn một bộ jumpsuit ống, cúp ngực vào đây và phối với một chiếc áo thun đen, cổ lọ, tay dài để không bị phản cảm. Em jumpsuit Nguyên chọn được thiết kế ôm gọn vào body ở phần trên và rộng ống khi đổ về phía chân. Đây Nguyên chọn cho mình một đôi giày pointed toe sling back pumps của Dior, cũng có thiết kế mũi nhọn luôn để nhìn phong dáng nhỉnh hơn một tẹo. Diện một bộ trang phục như thế này không những làm bạn nổi bật hơn trong sở làm mà còn bất đắc dĩ khiến bạn trở thành một fashionista của thời trang đường phố nữa đó. Bộ thứ ba của Nguyên sẽ rất thích hợp cho những chị em ưa chuộng trang phục thoải mái nè, hoặc là các bạn có thân hình hơi mẩm mỉm, có mong ước hát chiều cao nhẹ. Chiếc đầm sơ mi vạt chéo kèm đai lưng được làm từ vải polyester mỏng sẽ không làm bách bí mồ hôi khi phải ngồi lì một chỗ cả ngày dài. Với độ co giãn nhẹ, việc di chuyển trong chiếc đầm này là khá thoải mái. Một đặc điểm của dạng đầm này là phần vạt chéo cách tân, vừa thực hiện chức năng làm đai lưng như thế này và vừa hình thành như thể mình đang mặc một chiếc váy rời vậy. Phần vải của ai đầm này là khá là mỏng, cho nên là sẽ dễ nhăn hơn so với những sản phẩm khác. Ngoài ra, vì chiếc đầm này ngắn trên đầu gối một xíu á, cho nên là Nguyên chọn phối kèm với một đôi mules có cao để che một phần nào đó tỷ lệ đôi chân của mình. Nguyên để dành bộ thích nhất cho phần cuối cùng. Cả ba món đồ riêng lẻ kết hợp lại tạo thành một tổng thể boxy như thế này đây. Chiếc áo quay vai trần cũng có thể biến tấu thành trang phục văn phòng đó nha. Áo quay đơn giản sọc nổi này nếu mà không phối cầu kỳ thì bạn có thể diện casual thoải mái luôn. Nguyên phối áo quay màu xám đậm kèm với chân váy bút chì dán dài màu xanh để tạo hiệu ứng ombre bắt mắt. Chân váy dù có độ co giãn không cao nhưng Nguyên nói chung cũng không gặp khó khăn trong việc di chuyển cho lắm. Điểm nhấn tạo nên tính chất chuyên nghiệp cho bộ đồ này là chiếc áo khoác cổ ve màu da. Không phải dày và thông thường như một chiếc áo vest, nhưng mà phụ nữ chúng ta cũng có thể hóa thân với phong cách chuyên nghiệp chỉ với một chiếc áo khoác chưa tới 400 ngàn này. Ở đây Nguyên lợi dụng dây thắt eo để che đi ranh giới giữa một áo quay và lưng quần, giúp kiểu phối ombre trông hài hòa hơn.
Đây là một vài món trong rất là nhiều bộ quần áo, trang phục mà bạn có thể tìm được trên website của Airspace. Một Black Friday đã đến rồi, và có nghĩa là chúng mình có quyền chi trả ít mà thừa hưởng được nhiều nhiều món đồ đẹp. Đó là cái quan điểm Black Friday của Nguyên. Thì ngoài coupon giảm giá 50.000 cho các subscriber của Nguyên ra, thì trong mùa Black Friday lần này, từ 10 giờ sáng ngày 23 tháng 11 cho tới 10 giờ sáng ngày 26 tháng 11 thì các tình yêu của Nguyên sẽ được giảm 15% cho tất cả các mặt hàng trên website của Airspace. Ngoài ra, với mỗi hóa đơn mua hàng trên 1.200.000 ra thì bạn sẽ được tặng ngay một bộ cỏ trang điểm. Và cuối cùng một ưu đãi nữa là bạn sẽ được miễn phí giao hàng cho tất cả các đơn hàng luôn, không quan trọng ít hay nhiều, free shipping hết. Nguyên cảm ơn cả nhà đã xem đến hết video ngày hôm nay. Nguyên chúc các bạn có một mùa Black Friday nè, lễ tạ ơn thật là ý nghĩa và vui vẻ nha. Nguyên cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau.